Đấy, đây là một cốc trà sữa của chúng mình. Đó, rất là đơn giản, chị nghĩ là nó cũng không khó lắm ấy. Nhiều bạn chị thấy bảo là làm trà sữa khó lắm. Đó, chị cũng sẽ làm cả chân trong trà. Ngon không, ngon không? Ngồi thẳng người lên nào, bê cả cốc lên đi Su. Và bây giờ chị với bạn Su sẽ cùng nhau thưởng thức nhá. Đây, chị có tiền đây không? Đó, các em ơi, đây là một cốc trà sữa chân dâu mà do chính chúng ta làm luôn. Và sẽ rất là sạch sẽ này, đảm bảo lại và chúng ta sẽ làm theo vừa vị của mình luôn. Ê, ngon cực kỳ luôn. Uầy, chị không nghĩ là mình có thể làm cách thành công. Trời, bạn Su, một phát hết luôn rồi. Chị còn chưa kịp đi lấy ống mút cho bạn ấy luôn mà bạn ấy đã uống hết luôn. Bạn bảo là ngon quá rồi, trời ơi. Em ơi, hôm nay chị với bạn Su sẽ làm trà sữa chân trâu ấy. Đây là chân trâu trắng, cái này là chị đã đun trước rồi. Bởi vì là đun hai loại cùng một lúc thì nó rất là lâu nên là trắng chị đã đun rồi và đang cho đường vào đây. Đấy, các em nhìn này, đây là trà chân trâu trắng. Còn đây là nồi chân trâu đen, chị đang đun. Đây là chân trâu đen, chị đang đun này. Trong khi đợi chân trâu đen sôi thì chị với bạn Su sẽ làm nước trà nhé các em nhé. Su ơi, Su chuẩn bị giúp chị nha, em bóc quái trà này ra đi. Em ơi, nước trà thì chúng ta có thể dùng trà nhúng này, hoặc chúng ta nếu mà muốn vị trà xanh thì sẽ dùng đến Neti trà xanh, và thậm chí dùng cả bột Mino. Chúng ta thay nước rất là đơn giản thôi các em ạ. Nếu các em muốn cho ngọt thì chúng ta sẽ cho thêm cả sữa ông thọ vào nhé. Đây, đúng rồi, cho vào đây. Chị với bạn Sushi thì chỉ cho ít trà thôi, nếu không thì nó sẽ bị nóng quá. Đây là nước nóng, giúp bạn Su cho đổ nước nóng vào nhé, không thì nguy hiểm với các bạn nhỏ như các em. Đó, nước trà của chúng ta sẽ ra. Su đấy, Su nhấc nhấc gói trà lên để cho trà nó chảy ra. Không, em không biết à? À, thì ra là thế. Bạn Su của chúng ta chưa bao giờ làm những cái việc như thế này. Thường ngày ở nhà là chị làm hết giúp hộ bạn ấy thôi. Gói trà. Đấy, đúng rồi. Em muốn khoanh chân vào đi, đừng ngồi như thế, nó rất là có hại cho xương sống đấy, không tốt đâu. Khoanh chân vào. Đấy. Bây giờ bạn Su của chúng ta chỉ có nhiệm vụ là nhúng trà thế này thôi. Và thường thì chúng ta sẽ cho thêm cả sữa tươi nha em nhé. Đấy, trà được chưa em? Và đây là sữa ông thọ sẽ đổ vào ngọt. Độ ngọt thì các em tùy, bởi vì ở ngoài quán thì người ta có kích thước. Bây giờ chị sẽ, đây là sữa tươi, thế nên chị cho vào đây và cho cả sữa tươi nữa nhé. Chị ơi, cho em đổ. Được, em cứ làm xong nhiệm vụ trà của em đi. Thường thì người ta làm cốc to thì sẽ cho từ 2 đến 3 gói trà. Nhưng mà bọn chị cốc nhỏ nên bọn chị chỉ cho một gói thôi. Ngồi khoanh chân vào Su ơi, nếu không thì chị không cho em làm ở đâu đấy. Có gì để bác không? Em cứ để đây một lúc nữa là được. À, bây giờ chị sẽ vớt chân trâu đen đây nhá. Để chị bỏ cái này ra chứ còn không nó sẽ nóng lắm. Đây là các em ạ, trâu đen đó. Chân trâu này thì hạt chân trâu này chị mua gói chân trâu của Nhật ở ngoài siêu thị Nhật rất là nhiều. Xong rồi về mình sẽ cho vào, mình đun lên là nóng lên thì các hạt chân trâu sẽ nổi lên trên hết. Giống như chị bây giờ đang vớt ra đây. Để chị bỏ cái bếp này ra, không thì nó sẽ nóng lắm. Rất là nguy hiểm. Rồi, em cứ để đây cho chị một lát nữa là được. Đó, các em nhìn này, hạt chân trâu của chị đây. Ờ, hết ra rồi, các em sẽ cho một chút đường vào nhé, thì nó sẽ không bị dính. Chờ chị một chút, chị sẽ bỏ cái bếp này ra bên dưới. Không, nó sẽ bị nóng với chúng ta đấy. Các em ơi, chân trâu này khi xong các em sẽ cho một ít đường vào thì nó sẽ không bị dính. Của chị thì chị đun vào nước đường rồi nên là nó không dính sẵn luôn. Đó, đây là cái này của chị như thế này các em này. Rồi hết ra như này, chân trâu đen và chân trâu trắng chị đều mua sẵn ở ngoài. Còn nếu không thì các em có thể làm bằng thạch rau câu ấy. Thì các em sẽ lặn xong rồi các em để một bát nước thì sẽ cho được vào. Đấy. Bây giờ chị sẽ làm cái này nhá. À, Su ơi, bỏ ra. Gói trà của chị đã được rồi. Bây giờ chị sẽ đổ sữa chua, sữa tươi vào trước. Rồi, trà của chị đây nhá. Nào, bỏ cái này ra. Em đừng để cái này nữa, cái này đã bỏ ra rồi. Đây. Em đổ sữa vào đi. Sữa vào đây nha. Đâm nào cho mình. Em đổ gần đầy cốc là được. Từ từ thôi. Đó là chúng nữa đi. Là chúng ta sẽ có trà sữa các em nhìn này. Rồi, dừng lại. Đấy. Có cái để ngoáy không chị? Có cái để ngoáy chứ. Đấy, đừng khiến đấy to em ơi, nhỏ đi. Em sẽ ngoáy lên. Và như thế này nó vẫn bị chát các em nhé. Chúng ta sẽ cho thêm sữa ông thọ vào nhé. Ngọt hơn. Ok. Em lấy cái đấy chút. Bạn Su của chúng ta nhỏ nhưng mà rất thích làm mấy cái như này nên là cứ đòi chị á, phải làm trà sữa đấy. Em có xúc được không? Chị nghĩ là em không xúc được đâu ấy nha. Đó, cẩn thận không đổ ra. Đúng rồi, em phải cầm lên như thế. Coi như hôm nay là chị giúp cho bạn Su hết cách làm luôn. Cho nữa vào đi em. Em nghiêng hẳn hộp sữa đi để đổ vào. Rồi, xong em lấy cái thìa em bếp bên cạnh ấy. Thôi thế thôi em ơi, không ngọt quá. Rồi, dừng lại.
vét sạch, vét sạch, vét sạch, vét sạch cả hai bên luôn. Trời ơi, bạn ấy bạn ấy nhỏ, bạn ấy không vét được quanh chân vào xu. Rồi, em ngoái này, em ngồi thẳng lưng lên nào. Con gái mà không thẳng lưng là sao này dáng không đẹp đâu nha. Nhìn chị đây này, ngồi lúc nào cũng thẳng tắp luôn. Đó, em thử đếm xem vừa chưa, ngọt chưa nào. Ngọt đâu? Giống trà sữa đấy. Giống không? Nào chị thử xem nào. Rất là đơn giản mà. Ừ, đó, easy trà sữa rồi nha các em ơi. À, đúng chưa, đúng chưa? Hơi chát chát một tí đúng không? Chát chát chát. Được rồi, đấy, chị có cách này, cho chị một lát. Đấy, chị với bạn Xu sẽ phải chia đôi số trà này ra. Và bây giờ bọn chị sẽ đổ thêm nước vào, thêm sữa vào. Đó. Của em ơi, bị chát rồi. Đấy, sữa vào thế này của em sẽ không bị chát. Đó, hai chị em mình phân nhau. Thì như thế thì chị em mình mới uống được chứ. Không, em uống hết của chị à, vừa chưa? Ờ, thử đi. Bạn Xu chị mày thử thôi, thử tí nữa là hết cả cốc luôn bây giờ ấy. Hai cô cho thêm sữa vào không? Rồi, chào đây chị. Trời ơi, bạn ấy rất là tiết kiệm luôn đấy các em. Đó, chị thì chị không thích uống ngọt lắm nên là chị chỉ uống với mức độ nhạt như thế thôi. Còn ngọt nữa là chị không thích lắm. Được chưa? Bây giờ em ăn chân châu gì nào? Đây là chân châu trắng này các em này. À, mới ra cái loại chân châu trắng này chị ăn chị thấy rất là ngon mà bạn Thu Su cũng chỉ thích chân châu trắng, không thích chân châu đen đâu. Chị, chân châu trắng. Đó, chị biết ngay mà. Từ 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 từ. Cái kia này sẽ dính, và sẽ có cái này này. À, sức nha. Để nước của này nó sẽ đọng lại. Ôi kìa, con cho chân đen không? Dạ có. Đây chị trắng không nào? Chân trắng đen. Đúng rồi, chúng mình phải ăn cả hai chân trâu nữa chứ, nó ngon. À, vậy là chị với bạn Su đã có ăn nước không em? Dạ, bạn biết mà. Bạn Su chỉ thích chân trâu đen cho các em ạ. Trắng. À, chân trắng nhầm, chị thì chỉ thích chân trâu đen thôi. Đấy, đây là một cốc trà sữa của chúng mình. Đó, rất là đơn giản, chị nghĩ là nó cũng không khó lắm ấy. Nhiều bạn chị thấy bảo là làm trà sữa khó lắm. Đó, chị cũng chỉ làm trà chân châu trà. Ngon không, ngon không? Ngồi thẳng người lên nào, bê cả cốc lên đi Su. Và bây giờ chị với bạn Su sẽ cùng nhau thưởng thức nhá. Đây, chị có thìa đây không? Đó, các em ơi, đây là một cốc trà sữa chân châu mà do Su chính chúng ta làm luôn. Và sẽ rất là sạch sẽ này, đảm bảo này. Và chúng ta sẽ làm theo vừa vị của mình luôn. Ê, ngon cực kỳ luôn. Uầy, chị không nghĩ là mình có thể làm một cách thành công. Trời, bạn Su, một phát hết luôn. Chị còn chưa kịp đi lấy ống hút cho bạn ấy luôn mà bạn ấy đã uống hết luôn. Bạn bảo là ngon quá rồi, trời ơi. Su ơi, ngon hơn ở quán không? Em nghĩ ngon hơn ở quán không? Bởi vì nhá, bình thường chị với bạn Su vẫn hay đi uống trà sữa ở ngoài quán. Và chị chưa bao giờ thấy bạn ấy có thể uống một cốc trà sữa nhanh đến như hôm nay các em ạ. Trời ơi. Thảo nào hôm nay bảo là làm trà sữa, bạn ấy thích lắm bạn đấy. Em vừa nãy giờ toàn bị chị mắng vì cái tội co chân ra co chân vào đấy. Ngon không, ngon không? Chị làm ngon hay quán ngoài làm ngon? Ủa. Vậy hãy chị em mình mở quán trà sữa làm đi. Bạn sẽ mời tất cả các bạn đến đi ăn uống nhờ. Em thấy không? Ngon không? Thế ngon quá. Phút phút Su Su, đừng làm thế. Chân châu ngọt rồi mà. Ừ, các em lưu ý nhá, muốn là chân châu đen đen đấy thì mình phải mua chân châu của Nhật đấy thì sẽ ngon hơn. Em phải nhớ đọc nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng nhá, đừng mua loại chân châu nào mà không có nhãn mác hay tem nhãn gì đấy, là hàng rất là nguy hiểm ấy nhá. Quên mất, chị không mang cái gói đi bởi vì là chị nghĩ là ra đây nấu rất là lâu nên là có những cái chị đã phải nấu trước. Thì chân châu trắng là chị nấu ở nhà này, chân châu đen chị ra đây chị nấu thôi nhá, cho các em nhìn thấy không? Ok rồi. Ừ, ngon đúng không em? Vậy là từ đây chị em mình không phải đi ăn trà sữa nữa đúng không? Các em ơi, các em hãy ở nhà thử làm trà sữa chân châu cùng bọn chị nhé. Đảm bảo ngon nhất của đất luôn. Nhìn bạn Su đây, là minh chứng cho chị đấy. Ôi, chào chào các bạn đi em. Trời ơi, quả này định ăn hết không cho chị ăn luôn ấy. Chị trà xong chưa? Chua, vẫn đau bụng lắm. Chị đã thảo không? Lúc rồi, đã bảo uống nhiệt chua nên không chịu cơ. Không, chị không uống được sữa chua. Bây giờ phải có cái gì ăn mà. Không còn phải sữa chua, nó giống như kẹo ấy. Chị ăn một kẹo nào? Kẹo
là hết vi khuẩn. Ui, cái mồm nó rộng thế này luôn. Ừ, hay là chị em mình ra kia ăn đi. Mẹ quá đi mất rồi. Chị không uống được sữa chua cơ. Chị ăn, chị cứ ăn một viên chiên chip cái là chị hết à. Là chị hết đau bụng ngay. Ờ nhở, đây là kẹo dẻo lợi khuẩn đấy. Ồ, nếu mà là kẹo thì dễ ăn đúng không? Không giống như à, mẹ chị à, cứ bắt ra nấu canh, nấu các cái món mát cho chị thôi, chị không ăn được. Ồ, ăn tạm cái này vậy, cảm ơn siêu nhân nhá. Cảm ơn siêu nhân bé nhỏ của chị. Chú chị đáng yêu lắm ý. Nào để chị xé ra nhá, hai chị em mình cùng ăn nhá. Thảo nào em không bao giờ bị như chị. Chị đã xuống hẻo. Wow. Thôi thôi, đừng bỏ ra nó bẩn. Ồ, ra tay, ra tay. Ui, tay em bẩn đấy. À, em mới đứng ở kia nghịch vào lá đúng không? Quên, nó lại còn nhiều màu nữa này. Có nhiều màu thế. Bạn thỏ này. Ờ, bạn thỏ này. Bạn chim này, cá ngựa này. Tất cả các bạn này sẽ làm cho mình hết bị đau bụng á. À, bạn cá sấu này. Béo béo quá. Ăn thử xem ngon không nhá. Em ăn thỏ. Ngon đấy. Hết đau bụng chưa? Ừ, chắc là tối chị không đau bụng nữa. Đúng rồi, thế này tốt. Bạn thỏ. Chú, chú, chú. Bạn thỏ như nào nhỉ, kêu như nào? Biết rồi. Ừ. Em ngon quá. Em đang ngon thỏ. Ừ. Không nhận ngon thật đấy. Ừ. Nhìn cái bạn này mồm rộng chưa. Ngọc phật. Ăn hết luôn. Nhận. Ừ. Ngon hết. Chị ăn một can. Con nào con nhận con chị tổ. Uuuu. Khủng lắm cổ dài. Đâu. Đây gọi là khủng lắm ăn cỏ. Ừ. Ngon nhỉ. Ừ. Chị hết vị thức. Mình quá chịu ấy. Ừ, cái này là... Ồ, cái này tốt rồi đấy. Ơ, khủng long khổ quá. Ừ, cái này có cái tí nữa chị lại. Đi được á. Ơ, khủng long khổ dài. Ừ, khủng long khổ dài đấy. Chị đố em biết nó ăn cái gì? Cái quả. Đúng rồi, ăn quả đấy. Đây là bạn gấu này. Bạn gấu thì thích làm gì? Ăn gì? Em đánh. Bạn gấu á, gấu thì em mà ăn. Ngon chứ. Cái này em mua ở đâu ấy? Mai chị bảo mẹ mua. Cái này em mua ở đâu? Mai chị bảo mẹ chị mua cho. Chị cây. Ở chị cây à? Ừ. Thế bây giờ đi về đi. Về chị bảo mẹ chị cho tiền hai chị về em ra đấy mua nhá. Mua. À mà thôi, mẹ chị bảo cho chị gói này đi. Xong chút chị mua gói mới chị để cho nhá. Ừ, để nhà chị đi, còn chỗ đây. Chị em mình ăn chỗ này. Ra mua gói mới trả em luôn. Còn chị ăn gói cũ nhá. Ừ. Thế, nào em mình đi thôi. Ui, em sẽ ăn cả sữa tử của nó. Ừ, cười nhận. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.